lộ kế hoạch rúng động của EU, Ukraine đón tin vui lớn sát giờ, giờ. Ông Putin vạch kế hoạch mới bảo vệ lãnh thổ Nga trước các cuộc tấn công của Ukraine. Ông Putin tuyên bố máy bay chở tù của Ukraine bị bắn hạ bởi tên lửa Mỹ. Đỉnh điểm căng thẳng giữa Iran-Pakistan và đã được hóa giải. Xin kính chào và cảm ơn quý vị đang theo dõi chương trình trên kênh YouTube của báo điện tử VTC News. Vừa rồi là nội dung chính sẽ có trong chương trình. Ngay bây giờ sẽ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị, quyết định về gói viện trợ trị giá 50 tỷ euro dành cho Ukraine sẽ được đưa ra tại hội nghị thượng đỉnh tới đây của EU. Đây là thời khắc mà Kiev đang hồi hộp mong chờ, trong bối cảnh các nguồn viện trợ từ Mỹ bị đình trệ, khiến nước này lâm vào tình trạng thiếu đạn dược nghiêm trọng Rào cản lớn nhất cho tới lúc này là sự phản đối đến từ phía Thủ tướng Hungary, Viktor Orbán. Trước đó, ông Orbán từng dùng quyền phủ quyết để chặn gói viện trợ cho Ukraine. Tuy nhiên, khi giờ gờ ngày càng cận kề, 26 nước thành viên trong Liên minh châu Âu-EU đang tính toán mọi phương sách để buộc ông Orbán phải nhượng bộ. Theo đó, một kế hoạch hiểm hóc đã được vạch ra. Theo Financial Times, ngay trước thời khắc quyết định khoản viện trợ 50 tỷ euro cho Ukraine một kế hoạch hiểm hóc đã được 26 nước EU vạch ra nhằm vào Hungary, một thành viên của khối. Các quốc gia thành viên còn lại trong Liên minh châu Âu EU đang tính toán mọi phương sách để buộc ông Orbán phải nhượng bộ. Tờ Financial Times của Anh cho hay, EU đã đe dọa hủy hoại nền kinh tế Hungary, gây tổn hại đến việc làm và tăng trưởng của kinh tế nước này nếu Budapest chặn gói viện trợ trị giá 50 tỷ euro dành cho Ukraine. Các nước thành viên EU đã vạch ra một chiến lược nhằm mục tiêu rõ ràng vào các điểm yếu của nền kinh tế Hungary, gây nguy hiểm cho đồng tiền của nước này và khiến niềm tin của các nhà đầu tư sụp đổ. Theo đó, nếu ông Orbán không chịu nhượng bộ, các nhà lãnh đạo khác tại EU sẽ công khai cam kết cắt vĩnh viễn toàn bộ nguồn tài trợ cho Budapest, mục đích là khiến cho các thị trường tài chính hoảng sợ, gây ra một làn sóng bán tháo đồng forin, đơn vị tiền tệ của Hungary và làm tăng chi phí tín dụng. Động thái này đánh dấu sự leo thang đáng kể trong xung đột nội bộ giữa EU và quốc gia thành viên của khối, đồng thời làm nổi bật mức độ giận dữ của các quốc gia thành viên EU đối với việc Thủ tướng Orbán người được phương Tây gọi là đồng minh thân cận nhất của ông Putin trong các nhà lãnh đạo EU từ chối hỗ trợ Ukraine. Trước đó vài ngày, 26 quốc gia thành viên còn lại trong EU cũng đã tính tới khả năng sử dụng phương án hạt nhân chỉ điều bảy trong luật EU để tước quyền bỏ phiếu của thủ tướng Hungary Viktor Orbán tại hội nghị ngày 1 tháng 2 nếu quyết định của ông Orbán tiếp tục gây nguy hiểm cho an ninh của Ukraine. Bình luận về kế hoạch của EU, ông Orbán cho rằng Hungary đang đứng trước nguy cơ bị phong tỏa tài chính quy mô lớn. Khi đó Hungary sẽ phải hứng chịu trận Armageddon. Armageddon là một thuật ngữ trong kinh thánh và thường được hiểu là cuộc giao tranh cuối cùng hủy diệt cả thế giới. Đồng thời, nước này cũng đã thề sẽ chống lại sức ép của EU, đồng thời lên án đề xuất cưỡng ép nhằm làm suy yếu nền kinh tế Hungary nếu Budapest không chịu nhượng bộ. Ông Balas Oban, giám đốc chính trị của Thủ tướng Hungary bày tỏ quan điểm rằng Bruxelles đang sử dụng sức ép chống lại Hungary như thể không có ngày mai. Đồng thời cáo buộc thêm rằng những lời phê phán của EU về cái mà họ gọi là sự thụt lùi dân chủ ở Hungary dẫn tới việc đóng băng hàng chục tỷ euro quỹ tài trợ cho nước này đang được sử dụng để gây áp lực chính trị buộc Budapest phải tuân theo các chính sách của khối đối với Ukraine. Tuy nhiên, chỉ một ngày sau đó, Hungary đã phát tín hiệu sẵn sàng nhượng bộ để cho phép gói viện trợ do EU đề xuất cho Ukraine được lấy từ ngân sách của khối. Reuters đã gọi đây là sự thay đổi lớn. Tiếp đó, thủ tướng Hungary Viktor Orbán đã xác nhận ông sẵn sàng đưa ra lập trường mềm mỏng hơn đối với gói viện trợ dành cho Ukraine. Tuy nhiên, động thái xuống nước này vẫn đi kèm với điều kiện. Theo đó, ông Orbán sẽ đồng ý để EU viện trợ cho Ukraine nếu liên minh đảm bảo rằng quyết định tiếp tục gửi tiền cho Kiev sẽ được xem xét thường niên. Điều này sẽ cho Hungary cơ hội để chặn các gói viện trợ của EU cho Ukraine hàng năm. Thủ tướng Hungary đồng thời lưu ý rằng sự đồng thuận hàng năm này cần phải được tất cả các thành viên EU khác nhất trí. Trong khi đó, liên quan đến xung đột Nga-Ukraine, ông Kirill Budanov, giám đốc cơ quan tình báo quốc phòng Ukraine đã dự đoán rằng đợt tấn công của Nga từ năm 2023 sẽ sớm suy yếu, tạo điều kiện cho một cuộc phản công mới của Ukraine. Dù Nga đã đạt được một số tiến bộ trên chiến trường, nhưng những thành công rất nhỏ này không phải là điều mà Nga mong muốn đạt được. Theo quan chức Ukraine, Nga muốn nhanh chóng tiếp cận tuyến phòng thủ dọc theo sông Chony Zerebet ở Kharkov và ranh giới giữa Donetsk và Lugansk. Nhưng họ thậm chí còn chưa thể đến gần đó. Theo ông, cuộc tấn công của Nga sẽ kết thúc và đợt tấn công của Ukraine sẽ bắt đầu. Tuy nhiên, tờ Bloomberg dẫn các nguồn thạo tin cho biết, Ukraine hiện đang thiếu đạn pháo và tên lửa phòng không, nên nhiều thời điểm không thể cầm chân được quân đội Nga, dù giới chức Ukraine công khai tuyên bố rằng họ sẽ tiếp tục đối phó với Nga ngay cả khi không có sự hỗ trợ của đồng minh, nhưng để duy trì phòng thủ chủ động, Ukraine sẽ cần nguồn cung cấp đạn dược ổn định. Kiev gần đây được cho là đã xây dựng một số kho dự trữ vũ khí quan trọng do đồng minh cung cấp, nhưng điều này không thể bù đắp cho sự thiếu hụt đạn pháo. Bộ trưởng Quốc phòng Estonia Hanno Pevku cảnh báo rằng nếu không có giải pháp thì chắc chắn Ukraine sẽ vô cùng khó khăn để giữ vững chiến tuyến các khu vực biên giới của Nga thường xuyên phải hứng chịu các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái, tên lửa cũng như pháo kích của quân đội Ukraine kể từ khi xung đột giữa hai nước diễn ra. Một trong các vụ tấn công ác liệt nhất xảy ra vào ngày 30 tháng 12 năm 2023, khi các lực lượng của Kiev tấn công thành phố biên giới Bengorod của Nga, làm 25 người thiệt mạng và hơn 100 người khác bị thương. Hãng tin RT dẫn lời Tổng thống Putin cho rằng, đường phi quân sự nên nằm cách lãnh thổ của chúng ta một khoảng cách để đảm bảo an ninh cho các thành phố của Nga. Ông Putin đề cập cụ thể tới việc bảo vệ lãnh thổ Nga khỏi các vũ khí tầm xa do nước ngoài sản xuất mà Ukraine sử dụng để tấn công các thành phố hòa bình. Người đứng đầu nước Nga cho biết, các lực lượng chiến đấu ở tiền tuyến đang đẩy quân đội Ukraine ra xa biên giới Nga để đảm bảo an ninh quốc gia. Đây là nhiệm vụ chính của các chàng trai của chúng ta, bảo vệ đất nước, bảo vệ người dân. Ngay từ đầu, ông Putin đã tuyên bố việc phi quân sự hóa và phi quốc xã hóa Ukraine là mục tiêu chính của kế hoạch quân sự đang diễn ra. Gần đây, Kyiv đang triển khai đội quân robot mặt đất có trang bị súng máy để chống lại lực lượng Nga trên tiền tuyến, một động thái có thể cứu sống binh sĩ Ukraine khi cuộc xung đột chưa có dấu hiệu kết thúc. Các hình ảnh và cảnh quay lưu hành trên mạng xã hội những tuần gần đây cho thấy trên chiến trường xuất hiện nhiều loại robot mặt đất không người lái UGV của Ukraine, từ các robot được giao nhiệm vụ giả phá bom mìn nguy hiểm cho đến các robot tham gia vào các cuộc đọ súng. Theo tạp chí Newsweek, Ukraine đã đầu tư ồ ạt vào công nghệ không người điều khiển với các thiết bị không người lái UAV trên mặt nước và thường xuyên gây chú ý khi nhắm mục tiêu vào tài sản của Nga ở Biển Đen hoặc vượt qua biên giới vào lãnh thổ Nga. Mục tiêu tổng thể của UGV là thực hiện các nhiệm vụ đơn giản như tiến vào vị trí của đối thủ để tấn công, buộc họ phải lộ diện, làm mồi cho các cuộc tấn công của UGV khác hoặc drone trên không. Robot mặt đất không người điều khiển UGV của Ukraine ít được chú ý hơn, nhưng Kiev vẫn đang tiếp tục phát triển chúng. Giữa tháng 9 năm 2023, Bộ trưởng chuyển đổi kỹ thuật số của Ukraine Mykhailo Fedorov cho biết. Ukraine đang thử nghiệm robot không người điều khiển Ironclad trong các nhiệm vụ chiến đấu ở tiền tuyến. Ông Fedorov cho biết, robot Ironclad được trang bị súng máy hoặc tháp pháo chiến đấu, thiết kế của chúng nhắm tới việc tấn công các vị trí của kẻ thù, thực hiện các nhiệm vụ trinh sát và hỗ trợ hỏa lực. Theo báo cáo, nó có thể di chuyển với tốc độ lên tới 19 km/h. Mới đây nhất, cơ quan tình báo quốc phòng Ukraine GUR cũng tiến hành thực hiện thành công một số cuộc tấn công mạng nhằm đánh sập máy chủ của Bộ Quốc phòng Nga. Đại diện GUR cho biết chiến dịch tấn công mạng đã khiến máy chủ của bộ quốc phòng nga vốn được sử dụng cho chiến dịch quân sự đặc biệt tạm ngừng hoạt động việc trao đổi thông tin giữa các đơn vị của đối thủ cũng bị gián đoạn cuộc tấn công mạng vẫn đang tiếp tục ngay sau đó chính phủ nga đã thông tin về một sự cố kỹ thuật khiến một số website phải tạm dừng hoạt động moscow không đề cập trực tiếp tới trang chủ của bộ quốc phòng trong thông báo truyền thông nga cho biết sự cố kể trên có liên quan tới một phần mềm bảo vệ tên miền và đã được bộ phát triển kỹ thuật số giải quyết tuy vậy sự gián đoạn có thể kéo dài trong một thời gian nhất định. Truyền thông Nga cho biết, lực lượng nước này gần đây tìm cách xâm nhập vào phía nam Adipka, thành trì của lực lượng Ukraine ở tỉnh Donetsk. Bằng cách chui qua đường ống ngầm phía dưới thành phố, một số tài khoản mạng xã hội nói Nga có thể đã đưa được tới 150 binh sĩ vào bên trong Adipka bằng phương pháp này. Tài khoản Telegram của đơn vị vận hành máy bay không người lái UAV Khone thuộc lực lượng phòng thủ của Ukraine tại Adipka tuần trước cho biết, một số binh sĩ Nga đã sử dụng đường ống ngầm để tiếp cận cứ điểm Tatskaya, Okhota ở phía nam Adipka. Sau khi leo lên khỏi đường ống, họ lập tức chạy về phía khu vực tập kết cách đó khoảng 3 dãy phố, dường như nhằm phối hợp với lực lượng Nga ở bên ngoài để tấn công phòng tuyến Ukraine từ hai phía. Tuy nhiên, họ không nhận ra mình đã bị UAV trinh sát đối phương phát hiện, theo dõi từ khi ra khỏi đường ống. Lực lượng Ukraine sau đó triển khai UAV cảm tử để truy kích nhóm binh sĩ Nga xâm nhập. Video do đơn vị Khone đăng kèm cho thấy một binh sĩ Nga đang tìm cách chạy trốn khỏi sự truy đuổi của UAV Ukraine. Người này lao vào bên trong một ngôi nhà đổ nát, hy vọng có thể cắt đuôi được chiếc phi cơ. Tuy nhiên, UAV cảm tử dường như đã chui được vào ngôi nhà rồi phát nổ ở bên trong. Theo chuyên gia quân sự David Ace của Forbes, việc triển khai bộ binh xâm nhập vào bên trong Adipka mà không có hỏa lực hạng nặng như xe tăng, pháo binh hiểm trợ sẽ khiến binh sĩ Nga trở thành mục tiêu dễ dàng của UAV cảm tử Ukraine. Vitaly Barabas, thị trưởng Adipka do Ukraine bổ nhiệm, mới đây cũng cho rằng Nga không thể thực hiện các cuộc tấn công nghiêm túc bằng chiến thuật xâm nhập qua đường ống. Ông nhận định họ sẽ không thể đạt được bước tiến hay thực hiện các cuộc tấn công lớn bằng cách sử dụng cống thoát nước, đó là điều chắc chắn. Họ cùng lắm chỉ có thể đưa vài nhóm trinh sát vào Adipka, không hơn. Trước đó, một tài xế xe tải quân sự Nga may mắn thoát nạn khi UAV cảm tử của Ukraine lao vào và kẹt trên kính của buồng lái, quả đạn không phát nổ. Biên tập viên David Hamlin của Force nhận định, Ukraine đang mở rộng phạm vi hoạt động của UAV cảm tử để nhắm mục tiêu vào phương tiện hậu cần của Nga, đặc biệt là những chiếc đang chuyển hàng ở sát tiền tuyến. Chuyên gia Hàm Linh đánh giá, những vụ tập kích nhằm vào tuyến tiếp tế này có thể diễn ra nhờ ưu điểm độc đáo của UAV góc nhìn thứ nhất FPV với tầm hoạt động trên 20 km, khả năng bám theo và tấn công mục tiêu di động. Chúng có giá thành rẻ nên việc nhắm mục tiêu vào một chiếc xe tải là đòn đánh hợp lý. Trong khi đó, Bộ Quốc phòng Nga vừa qua cho biết, các hệ thống phòng không nước này đã bắn hạ 21 máy bay không người lái UAV của Ukraine trên lãnh thổ Nga và bán đảo Crimea. Ngoài ra, Bộ Quốc phòng Nga cũng tuyên bố đã giành quyền kiểm soát làng Tabayka ở tỉnh Kharkov, Ukraine, nhưng Kiev đã phủ nhận thông tin này. Ông Volodymyr Fitio, người đứng đầu cơ quan truyền thông của lực lượng mặt đất Ukraine cho biết, điều này không phù hợp với thực tế, các cuộc giao tranh vẫn đang diễn ra gần địa phương này. Kiev cho biết, lực lượng Nga đã phóng hai tên lửa và 35 UAV tấn công trên khắp Ukraine và 20 trong số này đã vượt qua các hệ thống phòng không. Theo không quân Ukraine, Nga đã điều khiển một số UAV tấn công dọc theo các tiền tuyến cố gắng oanh tạc các cơ sở hạ tầng nhiên liệu và năng lượng. Ngoài ra, Moscow cũng bị cáo buộc nhắm mục tiêu vào các cơ sở dân sự gần chiến trường và gần biên giới hai nước. Trước tình hình trên, các quan chức ở Kiev đã kêu gọi đồng minh phương Tây tăng cường khả năng phòng không cho Ukraine và cho biết việc giành quyền kiểm soát không phận của đất nước là ưu tiên hàng đầu trong năm nay. Những chiếc xe tăng Leopard 1A5 đầu tiên đã đến Ukraine cách đây khá lâu, nên giới truyền thông đã có thời gian để thảo luận sâu rộng về chúng Cách đây vài ngày, hình ảnh một chiếc Leopard với loại đạn khác thường đã xuất hiện. Theo xác định, đây là đạn chùm M1040 của Mỹ, về cơ bản biến xe tăng thành một khẩu shotgun, súng bắn đạn hoa cải tự hành. Loại đạn này được phát triển chủ yếu cho xe bọc thép bánh lốp M1128 MGS Striker, cho nên việc đưa lên xe tăng Leopard 1A5 không gặp khó khăn nào khi dùng cùng loại pháo 105mm. Đạn M1040 105mm chứa khoảng 2.000 viên bi Wolfram, được bắn ra với tốc độ ban đầu là 1041 m một giây, phân tán theo hình nón. Chúng sát thương bộ binh nằm ở vị trí lộ thiên, tấn công các cụm hỏa lực và biến những phương tiện không bọc giáp thành một cái sàng theo đúng nghĩa đen. Tuy nhiên, tầm bắn hiệu quả của loại đạn này rất thấp, chỉ từ 300 đến 500 m. Mặc dù vậy, vẫn chưa thể nói về lý do chính xác dẫn đến việc Mỹ cung cấp cho Ukraine những quả đạn pháo này. Rất có thể bản thân họ hiểu được giá trị chiến đấu đáng ngờ của đạn M1040 trong tác chiến hiện đại và chỉ đơn giản là dọn sạch kho dự trữ trong bối cảnh xe yểm trợ hỏa lực M1128-MGS đang dần bị loại khỏi biên chế. Được biết, Kiev mới chỉ nhận được những chiếc xe tăng đầu tiên của Mỹ vào tháng 10 năm 2023, và chúng cũng chưa tạo được lợi thế trên chiến trường. Forbes gần đây đưa tin rằng không rõ Ukraine đang làm gì với hệ thống vũ khí đắt tiền này. Moscow nhiều lần cảnh báo rằng việc Mỹ và các đồng minh chuyển vũ khí cho Kiev sẽ không ngăn cản nước này đạt được các mục tiêu trong hoạt động quân sự ở Ukraine mà chỉ làm tăng nguy cơ xảy ra đối đầu trực tiếp giữa Nga và Tổ chức Hiệp ước Bắc, Bắc Đại Tây Dương NATO. Các quan chức Nga, bao gồm cả Tổng thống Vladimir Putin, đã nhấn mạnh rằng mọi vũ khí do phương Tây cung cấp cho Ukraine đều sẽ bị phá hủy, bất kể loại nào. Trước đó, vào đầu tháng 1 năm 2024, đã xuất hiện đoạn video dài 7 phút về vụ tấn công của Ukraine. Video nhiều khả năng do binh sĩ Nga ghi lại cho thấy đòn tập kích bằng bom chùm của Ukraine đã làm tan rã cuộc xung kích của các binh sĩ Nga cưỡi xe tăng. Video cho thấy người lính quay phim cùng đồng đội ngồi trên ba chiếc xe tăng đang di chuyển qua rừng thông dọc theo con đường đất. Thời điểm vụ tấn công có thể là khi mặt trời vừa mọc hoặc gần trạng vạn. Trong lúc nhóm binh sĩ Nga đang tiến quân, đạn chúng Ukraine phát nổ gần chiếc xe tăng đi đầu. Cây bút David Ace của Force cho biết, đây có lẽ là loại đạn thông thường cải tiến mục đích kép do Mỹ sản xuất, còn gọi là DPICM. Một quả đạn DPICM 155mm sẽ giải 88 quả đạn con cỡ liệu đạn trong bán kính 90 m nghiên cứu của lục quân Mỹ vào năm 1983 kết luận rằng các quả đạn dpi có hiệu quả gấp 4 lần so với lở đạn pháo chỉ có một đầu đạn khi bắn vào trung đội xe chiến đấu của đối phương. Cơ quan an ninh SBU của Ukraine vừa qua đã buộc tội 3 người Nga chiến đấu chống lại Ukraine ở khu vực Zaporizhia và hiện đang bị Ukraine giam giữ. Trong số 3 người bị bắt giữ, có một chỉ huy một sư đoàn thuộc Trung đoàn Tấn công Đường không số 108 của lực lượng vũ trang Nga lực lượng đã tấn công Roboti. Theo điều tra, những người Nga này đã tự nguyện gia nhập hàng ngũ quân đội Nga vào năm 2023. Đặc biệt, chỉ huy trung đoàn xung kích đường không 108 sống ở Zdanivka, tỉnh Donetsk, cho đến năm 2014, sau đó chuyển đến Karasnodakrai của Nga. Ông ký hợp đồng với Bộ Quốc phòng Nga vào tháng 10 năm 2023. Một người khác là người gốc Makievka, tỉnh Donetsk, người đã gia nhập trung đoàn tấn công đường không số 234 của Nga. Người thứ ba là cư dân của Holipka đã tự nguyện gia nhập trung đoàn súng trường cơ giới số 71 của Nga vào tháng 8. SBU lưu ý rằng các bị cáo phải đối mặt với án tù trung thân ở Ukraine. Trước đó, các đội máy bay Ukraine tấn công 9 cụm nhân lực của quân đội Nga. Lực lượng tên lửa Ukraine cũng liên tục tập kích vào các cụm nhân lực, kho vũ khí, trang thiết bị quân sự cũng như phá hủy hai khẩu pháo của đối phương. Theo tờ The Kiev Independent, Cục Quản lý Nhân sự tỉnh Sumy cho biết, trong ngày qua, các lực lượng Nga pháo kích chính cộng đồng dân cư ở tỉnh làm hư hại nhiều nhà cửa và một trung tâm văn hóa địa phương. Theo cục này, phía Nga đã dồn 21 đợt dội pháo vào tỉnh này, gây ra 74 vụ nổ lớn. Quân đội Nga dùng súng cối, đại bác, mìn và máy bay không người lái UAV Sahet cho các đợt tấn công trên. Người đứng đầu cơ quan quản lý quân sự tỉnh Kharkov, ông Olesini Hubov và thị trưởng thành phố Kharkov, ông Hiho Terekhov đồng loạt cho biết thành phố Kharkov bị tấn công tên lửa lúc 23 giờ tối ngày 9 tháng 1 giờ địa phương. Theo phía Ukraine, các lực lượng Nga tấn công Kharkov từ tỉnh Belgorod của Nga và có lẽ dùng tên lửa S-300 cho các cuộc tấn công này. Phía Kiev cho biết, lực lượng phòng vệ Ukraine thời gian qua đã bắt giữ 41 binh sĩ thuộc quân đội Nga tại bán đảo Crimea. Hầu hết trong số họ đều là công dân Ukraine. Tại tỉnh Zaporizhia, quân đội Nga cũng đã hạ 20 binh sĩ, phá hủy hai xe chiến đấu bộ binh, một pháo tự hành D-20 và một pháo tự hành Gvozdika của Ukraine. Lực lượng Nga cũng xóa sổ một kho đạn thuộc lữ đoàn bảo vệ lãnh thổ số 125 của Ukraine gần khu định cư Vesioloye và tấn công nhân lực của lữ đoàn bộ binh số 57 và lữ đoàn cơ giới số 44 của Ukraine, trú tại các khu định cư Sinkovka và Peschanoye, tỉnh Kharkov. Phía Ukraine mất khoảng 30 binh sĩ, hai ô tô quân sự và hai pháo D-30. Theo Bộ Quốc phòng Nga, các lực lượng Moscow đã tiêu diệt 109 đơn vị pháo binh Ukraine trong những ngày gần đây. Thưa quý vị, một binh lính Ukraine ở tiền tuyến cho biết, quân đội Nga đang tiến công mạnh mẽ trên chiến trường ở phía đông và thừa nhận rằng trong số các loại vũ khí của Nga thì xe tăng của Moscow đặc biệt đáng sợ. Ukraine đã gây tổn thất nặng nề cho lực lượng thiết giáp Nga, khoảng 2.600 xe tăng chiến đấu chủ lực. Binh sĩ Dimitro, một vệ binh quốc gia Ukraine thuộc lữ đoàn Burevi, cho biết trong cuộc phỏng vấn với CNN rằng, về cơ bản, Nga có tất cả các loại vũ khí, nhưng đáng sợ nhất có lẽ là xe tăng. Pháo binh của Nga cũng là một mối đe dọa nghiêm trọng, nhưng xe tăng là kinh khủng nhất. Dimitro cho biết thêm, khi xe tăng khai hỏa, bạn thậm chí không nghe thấy tiếng. Bạn có thể nghe thấy tiếng máy bay khi nó bay qua, nhưng với một chiếc xe tăng, số phận của bạn đang ở trong tay Chúa. Theo Bộ Quốc phòng Anh, Ukraine đã gây tổn thất nặng nề cho lực lượng thiết giáp Nga, khoảng 2.600 xe tăng chiến đấu chủ lực kể từ khi xung đột bùng phát và hàng trăm xe tăng trong vài tháng qua. Tuy nhiên, Nga liên tục có các phương án thay thế những tổn thất trên chiến trường. Trong khi đó, quân đội Ukraine gần đây phải đối mặt với tình trạng thiếu hụt vũ khí và đạn dược giữa bối cảnh phương Tây chưa thể ngay lập tức đáp ứng yêu cầu của Kiev. Nazari, một phi công Ukraine điều khiển máy bay không người lái, nói với CNN, Chúng tôi thừa nhận rằng chúng tôi đang thiếu đạn pháo. Chúng tôi cố gắng khai hỏa chính xác nhất có thể để nhắm trúng mục tiêu của đối phương. Theo các quan chức Ukraine, ở một số khu vực, các cuộc tấn công của Nga đã gia tăng trong vài ngày qua. Họ cho biết lực lượng Nga và Ukraine có thể xảy ra 50 cuộc đụng độ mỗi ngày. Dimitro nói, tình hình trên chiến trường rất căng thẳng, đối phương, tức Nga, có nhiều thiết bị và nhân lực hơn. Mỗi ngày họ đều cố gắng tấn công các vị trí của chúng tôi. Quân đội Nga đang nỗ lực phát triển công nghiệp quốc phòng cũng như huy động thêm nhân lực. Các báo cáo gần đây chỉ ra rằng, bên cạnh việc thay thế những tổn thất về binh sĩ, Moscow cũng tăng cường sản xuất khoảng 100 xe tăng mỗi tháng. Ukraine đã không nhận được gói viện trợ mới từ Mỹ trong khoảng một tháng này. Lầu Năm Góc cho biết, Mỹ không có khả năng sửa chữa số vũ khí mà họ đã gửi cho Ukraine Người phát ngôn Lầu Năm Góc Patrick Ryder cho biết trong cuộc họp ngày 23 tháng 1, chúng tôi sẽ tiếp tục hợp tác chặt chẽ với Quốc hội và kêu gọi viện trợ bổ sung càng sớm càng tốt. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết ông lo ngại việc thiếu sự hỗ trợ của phương Tây sẽ dẫn đến nhiều người thiệt mạng và nhiều người bị thương. Tài khoản X War Mapper nơi cung cấp thông tin cập nhật về cuộc xung đột ở Ukraine đã đăng một hình ảnh vào ngày 30 tháng 1 cho thấy sự tiến bộ của Kyiv trên một phần chiến tuyến. Ukraine đã nắm quyền kiểm soát một tuyến chiến hào của Nga trên chiến tuyến trước năm 2022 giữa New York và Holivka. Đây là 3 km về phía nam của tuyến đường vượt trước đó vào các khu vực bị chiếm đóng trước năm 2022. Sau khi bắt đầu giao tranh ở Ukraine, nhiều cư dân đã phải sơ tán và nơi đây đã bị tên lửa và bom thả từ trên không của Nga tấn công, bao gồm cả các cuộc tấn công vào một nhà máy sản xuất phenol. Bất chấp những báo cáo cho thấy Ukraine đã giành được lợi ích trong khu vực, Bản đồ của Viện nghiên cứu chiến tranh ISVK cho thấy những bước tiến của Nga gần đó bao gồm dọc theo đường cao tốc hướng tới Ivanivke, phía tây kremina và phía đông Jampolivka. Bên cạnh đó, quân đội Nga đã tiến vào thành phố Adipka ở miền đông Ukraine sau nhiều tháng tiến hành các cuộc tấn công dữ dội. Điều này làm dấy lên lo ngại về nguy cơ trận địa của Ukraine tại Adipka sụp đổ. Một blogger quân sự của Nga nói rằng quân đội Nga đã tạo được bước đột phá ở phía đông nam Adipka chiếm giữ nhiều vị trí bên trong thành phố và đang nỗ lực đối phó các cáo buộc tấn công đáp trả của Ukraina. Các trang tin tức của Ukraina cũng cho rằng các binh sĩ Nga đã giành được một thành trì khác của Ukraina ở phía nam Adipka. Trung tâm phân tích Deep State với quan điểm ủng hộ Kiev cũng thừa nhận rằng Nga đã giành được quyền kiểm soát khu vực sát ở phía đông nam và đang cố gắng giành chỗ đứng trên các tuyến đường Chernysepoho, Sportivna và Soborna. Nếu Ukraina không thể bình ổn tình hình thì điều này sẽ gây nguy hiểm đến toàn bộ khu vực phía đông và xung quanh thành phố. Adivka, thành phố nhỏ ở miền đông Ukraine, có dân số trước xung đột là 32.000 người, từng chứng kiến nhiều trận chiến ác liệt trong suốt mùa đông. Nơi đây cũng là mục tiêu chính trong hoạt động tấn công của Nga. Thành phố được mô tả là một pháo đài phòng thủ của Ukraine, với cường độ xung đột dữ dội không kém so với trận chiến tại Bakhmut. Hiện, Nga đang tấn công và bao vây thành phố từ ba phía các chiến thuật của Nga chẳng hạn như xếp chồng mìn lên nhau để chống lại các phương tiện ra phá bom mìn không quá phức tạp, nhưng Nga đã xây dựng được các tuyến phòng thủ vững chãi và được bảo vệ tốt. Thông qua việc tiến hành các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái, quân đội Nga đã cho thấy những phương tiện kỹ thuật và phương tiện chiến đấu của Ukraine là mục tiêu có giá trị cao, rất dễ bị tấn công. Kỹ năng chiến đấu của binh sĩ Nga cũng được cải thiện khá nhiều. Phản ứng đáp trả của binh sĩ Nga rất nhanh chóng, chỉ từ 3 đến 6 phút và con số này sẽ được rút ngắn hơn theo thời gian. Sự tiến bộ của Nga đã khiến Ukraine buộc phải thay đổi chiến thuật, kỹ thuật và chủ yếu dựa vào xe tăng để yểm trợ hỏa lực cho bộ binh. Theo giới quan sát, vấn đề lớn nhất với Ukraine hiện nay là thiếu đạn dược, trong bối cảnh ngành công nghiệp nước này đang phải nỗ lực rất nhiều để bắt kịp nhu cầu sản xuất. Trong khi đó, các đối tác phương Tây đang rơi vào tình thế khó khăn khi muốn duy trì hoạt động viện trợ cho Ukraine, một phần do cạn kiệt kho dự trữ, một phần do cuộc xung đột Israel và Hamas tại giải Gaza. Việc thiếu đạn dược, vũ khí và binh lực đang buộc Kiev phải chuyển sang thế phòng thủ lâu dài, thay vì tung ra các cuộc tấn công mạnh mẽ chống lại Nga. Tờ Politico ngày 30 tháng 1 dẫn lời hai quan chức Mỹ và các nguồn tin khác tiết lộ Ukraine sẽ nhận được lô bom đường kính nhỏ phóng từ mặt đất GLSDB đầu tiên từ Mỹ. Đây là loại bom tầm xa mới mà ngay cả quân đội Mỹ còn chưa sở hữu. Theo tiết lộ, loại bom chính xác này có tầm tấn công 144 km, được kỳ vọng sẽ là năng lực đáng gờm cho Ukraine. Một quan chức Mỹ cho biết nó trao cho họ năng lực tấn công sâu hơn mà họ chưa từng có, bổ sung vào kho hỏa lực tầm xa của họ. Đây là một mũi tên nữa trong túi đựng cùng tên của họ. Lầu Năm Góc từ chối bình luận vì lý do an ninh hoạt động, kêu gọi nên chuyển câu hỏi cho Ukraine về việc chuyển giao vũ khí. Ông Pat Ryder, phát ngôn viên Lầu Năm Góc cho biết, chúng tôi sẽ tiếp tục làm việc chặt chẽ với Ukraine và với các đối tác công nghiệp để đảm bảo Ukraine nhận được và sẵn sàng sử dụng các năng lực mà chúng tôi đang mang đến cho họ nhanh nhất có thể. Bom đường kính nhỏ phóng từ mặt đất GLSDB là sự kết hợp của bom đường kính nhỏ SDB và động cơ tên lửa M26 do tập đoàn Boeing và Saab sáng tạo nên. GLSDB có chiều dài 3,9m, đường kính 0,24m, nặng khoảng 272kg, tầm bắn 150km khi được động cơ đưa lên đủ độ cao và đạt tốc độ cần thiết đôi cánh sẽ mở và sdb lượn tới mục tiêu nhờ đầu tìm laser bán chủ động sal trong khi các tên lửa bắn loạt mlrs kinh điển bay theo quỹ đạo đạn đạo các sdb phóng bằng tên lửa có thể lượn theo quỹ đạo đã chọn sử dụng đầu đạn nhỏ hơn clsdb có thể lấp đầy phân khúc chống của hỏa lực tầm xa chính xác nhằm tiết kiệm tên lửa lớn hơn cho các mục tiêu chiến lược các loại đạn pháo thông minh như Excalibur có khả năng điều chỉnh để có góc tiếp cận mục tiêu cao hơn so với đạn pháo truyền thống, gần như vuông góc với mặt đất thay vì góc 45 độ. Cải thiện khả năng tấn công mục tiêu được che chắn ở phía sau các ngọn đồi hay công trình. Tuy nhiên, khả năng bay theo đường vòng để tấn công mục tiêu một cách gián tiếp thì chưa loại pháo nào có thể làm. Hình dáng thuôn và mũi xuyên bằng thép cứng cho phép SDB xuyên thủng bê tông cốt thép dày hơn 1 mét, gần tương đương với loại bom xuyên 1 tấn. Do đó, GLSDB cũng thích hợp hơn GMLRS hay Excalibur khi chống lại các mục tiêu kiên cố. GLSDB được cho là có lợi thế ở yếu tố bất ngờ, chi phí mang phóng rẻ hơn so với phiên bản thả từ máy bay. Vào năm 2019, chương trình GLSDB đã được thử nghiệm gần 10 lần. Trong một trình diễn năm 2017, GLSDB đánh trúng một mục tiêu di chuyển ở khoảng cách 100 km và trong một thử nghiệm năm 2019 đánh trúng mục tiêu trên biển ở cự ly 130 km tại trung tâm thử nghiệm Andrea ở Andenes, Na Uy. Hệ thống này có hiệu quả về kinh tế, sử dụng vũ khí hiện có kết hợp với động cơ tên lửa dự trữ cũng như thiết bị nạp đạn trên hệ thống MLRS hiện đang được sử dụng bởi nhiều đồng minh của Mỹ, không đòi hỏi phải chế tạo một hệ thống mới sẽ là một lựa chọn có giá phải chăng đối với các khách hàng muốn sở hữu vũ khí có độ chính xác cao để thay thế các loại bom mẹ bị cấm theo công ước về bom chùm, bằng cách tận dụng khả năng cơ động và độ chính xác vốn có của SDB và tầm bắn của tên lửa GLSDB cung cấp cho các lực lượng trên bộ và hải quân khả năng cơ động để tấn công các mục tiêu mà trước đây nằm ngoài tầm với của họ. GLSDB là giải pháp tầm xa tối ưu, kết hợp tính kinh tế và hiệu quả, đáp ứng đồng thời nhu cầu phát triển của các lực lượng vũ trang hiện nay và trong tương lai chương trình kết hợp độc đáo giữa bom và tên lửa GLSDB mang lại rất nhiều ưu thế trong tác chiến. Theo Kiev Independent, phần mềm được sử dụng để thực hiện cuộc tấn công đã được Cơ quan An ninh Liên bang Nga phê duyệt là tuân thủ các tiêu chuẩn bảo mật thông tin của nhà nước và được tải xuống trên nhiều cơ sở chiến lược khác nhau của khu vực công Nga, bao gồm cả quân đội. Các cuộc tấn công mạng đã trở thành một công cụ ngày càng phổ biến, được cả hai bên sử dụng trong xung đột trong một trong những cuộc tấn công lớn nhất, tin tạc Nga đã nhắm mục tiêu vào nhà cung cấp dịch vụ viễn thông của Ukraine, Kiev Star, gây mất điện và liên lạc trên toàn quốc vào tháng 12 năm ngoái. Tình báo Ukraine tuyên bố chiến dịch tấn công mạng đang được tiếp tục. Trong khi đó, chính quyền Nga thông báo, một sự cố kỹ thuật đã khiến một số trang web ở nước này phải dừng hoạt động nhưng không đề cập đến Bộ Quốc phòng. Bộ Phát triển Kỹ thuật số của Nga cho biết sự cố này có liên quan đến phần mở rộng, bảo mật hệ thống tên miền, và đã được giải quyết vào tối 30 tháng 1, nhưng thừa nhận sự gián đoạn có thể kéo dài trong một khoảng thời gian nhất định. Tình báo Ukraine lưu ý rằng, phần mềm trên máy chủ bị tấn công đã được Cơ quan An ninh Liên bang Nga chứng nhận là đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn bảo mật thông tin của nhà nước. Phần mềm này đã được cài đặt trên nhiều thiết bị tại các cơ sở chiến lược khác nhau của Nga, bao gồm các cơ sở quân sự. Xung đột Nga-Ukraine kéo dài gần 2 năm và vẫn chưa có dấu hiệu kết thúc. Trong những diễn biến mới nhất, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết quân đội của nước này hiện có gần 900.000 binh sĩ và ông muốn huy động thêm lực lượng dự bị. Trong khi đó, Kiev cũng kêu gọi thêm viện trợ vũ khí từ phương Tây. Các lực lượng vũ trang Ukraine tiếp tục gặp phải tình trạng thiếu nhân sự nghiêm trọng trên chiến trường như đã được một số sĩ quan và chỉ huy quân sự hàng đầu Ukraine thừa nhận, bao gồm cả Tổng tham mưu trưởng các lực lượng vũ trang Ukraine, Đại tướng Valery Zanusny. Trong khi Kiev không công bố con số thương vong, Bộ Quốc phòng Nga ước tính rằng lực lượng Ukraine đã mất tới 160.000 quân nhân kể từ khi phát động cuộc phản công thất bại vào mùa hè và trong suốt cuộc xung đột, gần 400.000 quân nhân Ukraine đã thiệt mạng hoặc bị thương. Giám đốc Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ CIA Bill Burns ngày 30 tháng 1 cho biết Ukraine có thể sẽ phải đối mặt với một năm khó khăn khi chiến đấu với Nga vào năm 2024 ông Burns nói thêm rằng việc Mỹ cắt viện trợ cho Ukraine sẽ là một mục tiêu mang tính lịch sử. Theo quan chức Mỹ, Ukraine có thể khiến Nga phải trả giá đắt cho cuộc xung đột bằng cách tấn công sâu hơn vào phía sau tiền tuyến. Ông Burns cho hay, năm nay có thể sẽ là một năm khó khăn trên chiến trường đối với Ukraine. Việc Mỹ rút lui khỏi cuộc xung đột vào thời điểm quan trọng này và cắt đứt hỗ trợ cho Ukraine sẽ là một mục tiêu mang tính lịch sử. Thách thức của Ukraine là chứng tỏ cho Nga thấy rằng họ sẽ phải trả giá đắt nếu tiếp tục xung đột, không chỉ bằng cách đạt được tiến bộ trên tiền tuyến mà còn bằng cách tiến hành các cuộc tấn công sâu rộng hơn vào phía sau tiền tuyến và đạt được những lợi ích ổn định ở Biển Đen. Bình luận của ông Burns dường như ám chỉ các cuộc tấn công vào các vùng lãnh thổ hiện do Nga kiểm soát hoặc tuyên bố kiểm soát ở Ukraine. Mỹ đã công bố gói viện trợ vũ khí và thiết bị quân sự cuối cùng trong năm 2023 cho Ukraine với trị giá 250 triệu đô la Mỹ Tổng thống Mỹ Joe Biden đang tìm cách thúc đẩy Quốc hội phê duyệt khoản viện trợ trị giá 61 tỷ đô la Mỹ cho Ukraine. Tuy nhiên, các nghị sĩ đảng Cộng hòa tại Quốc hội Mỹ chưa thông qua đề xuất vì cho rằng chính quyền Tổng thống Joe Biden đang ưu tiên hỗ trợ cho Ukraine hơn là giải quyết các vấn đề trong nước như an ninh tại khu vực biên giới. Tuần trước, Washington Post đưa tin chiến lược mới của Mỹ trong năm 2024 không nhằm hỗ trợ Ukraine giành lại quyền kiểm soát các vùng lãnh thổ đã mất. Washington Post dẫn nguồn tin từ các quan chức Mỹ gần đây cho biết, vẫn còn chấn động trước thực tế, chiến dịch phản công của Ukraine đã thất bại. Chính quyền Tổng thống Joe Biden đang đưa ra một chiến lược mới, trong đó không nhấn mạnh đến việc giành lại lãnh thổ, mà tập trung vào việc giúp Ukraine đối phó những bước tiến mới của Nga, đồng thời hướng tới mục tiêu dài hạn là củng cố lực lượng chiến đấu và nền kinh tế. Khi cuộc xung đột sắp sửa tròn 2 năm, triển vọng quân sự của Ukraine dường như đang mờ nhạt họ đã từ bỏ hy vọng về một chiến thắng nhanh chóng và thay vào đó đang chuẩn bị sẵn sàng cho một cuộc xung đột kéo dài. Một quan chức phương Tây làm việc về chính sách Ukraine tin rằng có rất ít triển vọng về một bước đột phá trong hoạt động của cả hai bên trong cả năm 2024, chứ đừng nói đến trong vài tháng tới. Thực tế này đã được thừa nhận ở Kiev, nơi Tổng thống Volodymyr Zelensky tuyên bố vào đầu tháng 12 năm 2023 rằng một giai đoạn mới đã bắt đầu sau khi thất bại với kế hoạch tái chiếm các khu vực rộng lớn ở phía Nam. Ông Zelensky đã ra lệnh cho quân đội xây dựng các pháo đài phòng thủ mới. Quan chức phương Tây nói rằng chiến lược phòng thủ tích cực duy trì các tuyến phòng thủ nhưng thăm dò các điểm yếu của địch để khai thác cùng với các cuộc không kích tầm xa sẽ cho phép Ukraine củng cố lực lượng trong năm nay và chuẩn bị cho năm 2025 khi một cuộc phản công sẽ có cơ hội tốt hơn. Tuy nhiên, có một số yếu tố có thể quyết định vận mệnh của Ukraine. Nổi bật nhất trong số đó là sự bất ổn xung quanh vai trò hỗ trợ quân sự của phương Tây, bao gồm cả đạn dược mà Ukraine đang tiêu thụ. Lúc này, quyết tâm của phương Tây và liệu các đồng minh có thể và sẽ tiếp tục ủng hộ Ukraine hay không, ở mức độ nào vẫn là những câu hỏi bỏ ngỏ. Mặc dù các quốc gia châu Âu, bao gồm Anh và Đức, đang cung cấp một số hỗ trợ tài chính, nhưng Mỹ vẫn là nhà cung cấp hỗ trợ quân sự lớn nhất cho Ukraine. Nhưng các đảng viên Cộng hòa cánh hữu tại Quốc hội Mỹ đang cản trở hàng chục tỷ đô la Mỹ tài trợ quân sự trong tương lai cho Kiev và sẽ không còn sự hỗ trợ nào nữa cho đến khi quốc hội hành động. Ngay cả khi Nhà Trắng đạt được thỏa thuận với quốc hội để mở rộng viện trợ cho Ukraine, dường như điều đó khó có thể mang lại bước nhảy vọt về năng lực và công nghệ cho phép Ukraine giành lại lợi thế một cách rứt điểm trong năm nay. Chuyển sang những nội dung đáng chú ý khác. Thưa quý vị, báo cáo được Bộ Ngoại giao Mỹ công bố gần đây cho biết, doanh số bán vũ khí thông qua hình thức giao dịch trực tiếp giữa các công ty quốc phòng nước này và chính phủ nước ngoài đạt mức 157,5 tỷ đô la Mỹ trong năm tài khóa 2023, tăng nhẹ so với mức 153,6 tỷ đô la Mỹ trước đó một năm, trong khi doanh thu thông qua trung gian tăng từ 51,9 tỷ đô la Mỹ lên 80,9 tỷ đô la Mỹ. Báo cáo được Bộ Ngoại giao Mỹ công bố hôm 29 tháng 1 cho biết doanh số bán vũ khí thông qua hình thức giao dịch trực tiếp giữa các công ty quốc phòng nước này và chính phủ nước ngoài đạt mức 157,5 tỷ đô la Mỹ trong năm tài khóa 2023, tăng nhẹ so với mức 153,6 tỷ đô la Mỹ trước đó một năm, trong khi doanh thu thông qua trung gian tăng từ 51,9 tỷ đô la Mỹ lên 80,9 tỷ đô la Mỹ. Tổng cộng xuất khẩu vũ khí Mỹ trong năm tài khóa 2023 đạt 238,5 tỷ đô la Mỹ, tăng 16% so với năm ngoái và là con số cao nhất từ trước tới nay. Báo cáo cáo đoạn chuyển giao vũ khí và giao dịch quốc phòng là các công cụ đối ngoại quan trọng của Mỹ có thể tạo ra ảnh hưởng lâu dài đối với an ninh khu vực và toàn cầu. Xuất khẩu vũ khí của Mỹ tăng mạnh trong bối cảnh nhiều quốc gia NATO đang tích cực bổ sung khí này để ứng phó với kịch bản xung đột Nga-Ukraine lan rộng. Ba Lan, quốc gia có chung biên giới với Ukraine, là một trong những khách hàng mua vũ khí lớn nhất của Mỹ trong năm qua. Một số thành viên NATO khác như Đức, Cộng hòa Séc, Bulgaria và Na Uy cũng đã bỏ ra hàng tỷ đô la Mỹ để mua trực thăng chiến đấu, tên lửa phòng không và xe chiến đấu bộ binh từ Mỹ. Các đồng minh của Mỹ ở châu Á như Hàn Quốc và Nhật Bản cũng ký một số thỏa thuận mua vũ khí lớn với Washington. Danh số bán hàng được phê duyệt trong năm 2023 bao gồm hệ thống tên lửa pháo binh cơ động cao HIMARS trị giá 10 tỷ đô la Mỹ cho Ba Lan, tên lửa không đối không tầm trung tiên tiến AIM-120C8 AMRAM trị giá 2,9 tỷ đô la Mỹ cho Đức và hệ thống tên lửa NASAMS cho Ukraine. Lockheed Martin sản xuất HIMARS và RTX, trước đây là Raytheon, sản xuất AMRAM. RTX và Kongsberg của Na Uy sản xuất NASAMS. Lockheed Martin và General Dynamics kỳ vọng các đơn đặt hàng hiện có về hàng trăm nghìn quả đạn pháo, hàng trăm tên lửa đánh chặn Patriot và sự gia tăng về đơn hàng xe bọc thép sẽ củng cố kết quả kinh doanh của họ trong những quý tới. Có hai cách chính để chính phủ nước ngoài mua vũ khí từ các công ty Mỹ là đàm phán trực tiếp với công ty hoặc liên hệ với quan chức quốc phòng tại đại sứ quán Mỹ, nhưng cả hai đều cần có sự chấp thuận của chính phủ Mỹ. Doanh thu bán khí tài của Washington tăng mạnh trong bối cảnh Nga đối trọng chính của Mỹ trên thị trường xuất khẩu vũ khí, dồn lực cho xung đột Ukraine. Theo báo cáo của Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế CSIS, ngành công nghiệp xuất khẩu vũ khí của Moscow bắt đầu sụt giảm vị thế từ đầu những năm 2010 do sự cạnh tranh của Ấn Độ và Trung Quốc, cũng như bởi các lệnh cấm vận mà phương Tây áp đặt nhằm ngăn các quốc gia khác mua thiết bị quân sự Nga. Sau khi xung đột Ukraine bùng phát, Mỹ và đồng minh đã áp thêm các biện pháp trừng phạt với Moscow khiến nước này gặp khó khăn trong việc tiếp cận một số linh kiện công nghệ cao để chế tạo khí tài và nhận tiền từ đối tác. Ngành công nghiệp quốc phòng của Nga cũng phải tập trung nguồn lực để phục vụ nhu cầu xung đột thay vì bán vũ khí ra nước ngoài, trong khi hình ảnh khí tài của Moscow bị phá hủy, hư hỏng trên chiến trường khiến một số khách hàng lâu năm của Nga đặt câu hỏi về chất lượng vũ khí do quốc gia này sản xuất. Đề cập đến vụ vận tải cơ IL-76 rơi ở tỉnh Bengorod, Tổng thống Nga Vladimir Putin nói trên truyền hình hôm 31 tháng 1 rằng máy bay đã bị bắn hạ. Phân tích của các chuyên gia cho thấy chính hệ thống Patriot của Mỹ đã bắn rơi phi cơ. Theo AFP, Patriot là hệ thống tên lửa đất đối không có khả năng nhắm mục tiêu vào máy bay hoặc thực hiện chức năng phòng không. Mỹ đồng ý gửi Patriot tới Ukraine vào cuối năm 2022 sau nhiều tháng Kiev yêu cầu. Theo Tổng thống Nga, Ukraine đã phóng hai tên lửa từ hệ thống Patriot vào máy bay. Ông Putin nói, chúng tôi nhấn mạnh cần tiến hành mọi cuộc điều tra quốc tế không tổ chức quốc tế nào sẵn sàng làm việc này. Thêm rằng, Nga đã chính thức yêu cầu cuộc điều tra như vậy. Ukraine và Mỹ chưa bình luận về thông tin này. Đồng thời, Nga công bố danh sách 65 tù binh Ukraine có mặt trên chiếc IL-76. Cơ quan phụ trách quản lý tù binh của Ukraine xác nhận danh sách này bao gồm những người sẽ được trao đổi. Tuy nhiên, lãnh đạo cơ quan tình báo quân sự Ukraine GUR cho biết, Nga chưa cung cấp bằng chứng cho biết 65 binh sĩ Ukraine bị bắt có mặt trên vận tải cơ IL-76 bị rơi. Theo hãng tin Reuters, Kyiv không xác nhận và cũng không phủ nhận đã bắn hạ máy bay. Đồng thời chưa phản hồi về phát ngôn mới nhất của ông Putin. Trong các bình luận trước đó, các quan chức Ukraine đặt câu hỏi về việc liệu chiếc máy bay có thực sự chở tù binh Ukraine hay không. Theo lời phó đại sứ Nga tại Liên hợp quốc, Dmitry Polyansky, nếu việc Ukraine dùng tên lửa của Đức hoặc Mỹ được sang minh đúng như nghi ngờ, các nước phương Tây sẽ trở thành đồng lõa trong tội ác của chính quyền Kyiv. Theo điều tra sơ bộ, các lực lượng vũ trang Ukraine đã thực hiện vụ tấn công khủng bố trên sử dụng hệ thống tên lửa đối không các tên lửa này được phóng từ ngôi làng Lipsi ở vùng Kharkov. Đó có thể là tên lửa Patriot của Mỹ hoặc Iris T do Đức sản xuất. Hãng tin TASS dẫn lời ông Polianski, nếu việc này được xác nhận, nó sẽ khiến các nước cung cấp từ phương Tây trở thành đồng lõa với tội ác trên. Điều này cũng tương tự như việc họ đồng lõa với việc tấn công các khu dân cư yên bình trên khắp thành phố của Nga mà lực lượng Ukraine đã thực hiện với vũ khí từ phương Tây. Lâu nay, phương Tây ít nhiều vẫn thận trọng khi viện trợ vũ khí tầm xa cho Ukraine. Một số ý kiến lo ngại rằng nếu Ukraine dùng vũ khí của phương Tây tấn công vào đất Nga, đây có thể là điểm bùng phát căng thẳng, dẫn tới một cuộc chiến trực tiếp và toàn diện giữa phương Tây và Nga. Ilyushin Il-76 là máy bay vận tải chiến lược sử dụng 4 động cơ phản lực đầu tiên của Liên Xô, đi vào biên chế từ năm 1974 với tổng số gần 1.000 chiếc được chế tạo từ đó đến nay. Il-76 được thiết kế vận chuyển hàng hóa quá khổ, cũng như phục vụ mục đích vận tải khẩn cấp và hỗ trợ nhân đạo khắp thế giới. Máy bay có khả năng cất hạ cánh trên nhiều loại đường băng khác nhau, kể cả các nền đất nện và sông băng tại địa cực. Mỗi vận tải cơ IL-76MD dài 46,6m, dài cánh rộng 50,5m, cao 14,7m, khối lượng rỗng 92,5 tấn và trọng tải tối đa tới 48 tấn. Máy bay đạt tốc độ tối đa 900 km h tầm bay khoảng 4.400 km với khối lượng hàng hóa lớn nhất. Lực lượng không quân Đức hôm 30 tháng 1 trên mạng xã hội X cho biết các máy bay chiến đấu đã xuất kích từ LAC ở bang Mecklenburg, Western để ngăn chặn một máy bay quân sự Nga bay ngoài khơi biển Baltic gần đảo Rügen của Đức. Theo cơ quan này, máy bay quân sự IL-20M của Nga đã bay mà không có tín hiệu thu phát trên biển Baltic. Đức xác nhận máy bay Nga bay trong không phận quốc tế và các máy bay của Đức đã theo sát chiếc IL-20M trước khi chuyển hướng về phía đông. Thống kê từ tờ Pravda trong năm 2023, lực lượng không quân tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO ở châu Âu đã hơn 300 lần xuất kích để chặn máy bay quân sự Nga tiếp cận không phận NATO. Trong đó, hầu hết các vụ ngăn chặn đều diễn ra trên biển Baltic. Hồi tháng 12 năm 2023, nhận định về tình hình tại biển Baltic, báo Politico dẫn lời ông Hoffman cho biết, không loại trừ khả năng Moscow sẽ tấn công miền Nam Moldova hoặc các nước vùng Baltic sau khi giành chiến thắng tại cuộc xung đột ở Ukraine người đứng đầu lực lượng phòng thủ của lực lượng vũ trang bỉ cũng kêu gọi châu âu phải khẩn trương chuẩn bị và phản công khi cần thiết ông hoffman phân tích nước nga đã chuyển trọng tâm sang ngành công nghiệp quốc phòng đồng thời vị quan chức này cũng cho rằng nếu moscow giành chiến thắng ở ukraine lực lượng vũ trang của nga cũng sẽ được gia cố chặt chẽ báo politico nhận định nếu moscow tấn công vào các nước vùng baltic như estonia latvia hoặc litva tức những quốc gia được bảo vệ bởi các quy định chung của tổ chức hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO có thể làm bùng nổ một cuộc xung đột rộng lớn hơn. Trước những cảnh báo về nguy cơ Nga có thể thực hiện các hoạt động quân sự tại vùng Baltic, vừa qua, sau cuộc họp ba bên ở Riga, một tuyên bố đã được ký kết. Theo đó, Estonia, Latvia và Litva sẽ thiết lập công trình phòng thủ trên biên giới của họ trong những năm tới. Công trình gồm 600 lô cốt bê tông trị giá 60 triệu euro, mục đích là bảo vệ ba nước trước các mối đe dọa quân sự tiềm tàng. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Estonia Hanno Pepker cho biết, khu vực phòng thủ Baltic là một dự án được cân nhắc kỹ lưỡng xuất phát từ tình hình an ninh. Từ cuộc xung đột của Nga-Ukraine, chúng ta có thể nhận thấy, ngoài thiết bị đạn dược và nhân lực, chúng ta cũng cần các cơ sở phòng thủ ở biên giới. Ông cũng nhấn mạnh rằng, chúng tôi đang làm điều này để người dân Estonia có thể cảm thấy an toàn, nhưng nếu rủi ro nhỏ nhất xuất hiện, chúng tôi sẽ sẵn sàng cho nhiều tình huống khác nhau nhanh hơn. Ngoài ra, ba nước cũng thỏa thuận sẽ đưa tới tuyến phòng thủ này các hệ thống pháo binh cơ động cao HIMARS do Mỹ chế tạo. Theo thông tin từ trang quân sự min.in.ua, Estonia, Latvia và Litva đã đặt mua tổng cộng 20 hệ thống pháo binh cơ động cao M142 HIMARS từ Mỹ, được trang bị rocket GMLRS với tầm bắn lên tới 84 km cũng như rocket M57 ATACMS. Hãng tin CNN của Mỹ đưa tin, trong cuộc gặp Tổng thống Mỹ Joe Biden vào tháng 11 năm 2023, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình khẳng định Bắc Kinh sẽ không can thiệp vào cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2024. Nguồn thạo tin nói với CNN, lời đảm bảo này đã được Ngoại trưởng Trung Quốc nhắc lại với Cố vấn An ninh Quốc gia của Tổng thống Biden vào cuối tuần qua. Theo nguồn tin của CNN, trong cuộc họp kéo dài hàng giờ đồng hồ ở California với ông Tập Cận Bình hồi tháng 11 năm 2023, Tổng thống Biden đã nêu ra vấn đề về khả năng Trung Quốc can thiệp hoặc gây ảnh hưởng đến cuộc bầu cử Mỹ. Sau đó, trong cuộc gặp cuối tuần trước tại Thái Lan với Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị, Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ Jake Sullivan đã nhắc lại vấn đề này. Nguồn tin chỉ ra, ông Vương Nghị đưa ra lời đảm bảo tương tự với ông Sullivan như ông Tập đã đảm bảo với ông Biden rằng Bắc Kinh sẽ không can thiệp vào cuộc bầu cử Mỹ năm nay. Theo nguồn thạo tin, khả năng Trung Quốc can thiệp hoặc gây ảnh hưởng đến bầu cử Mỹ liên tục được đề cập trong các cuộc gặp giữa lãnh đạo cấp cao hai nước trong nhiều tháng gần đây. Các cuộc thảo luận này cho thấy sự căng thẳng trong quan hệ Mỹ Trung cũng như sự cảnh giác của các quan chức Mỹ cho vấn đề nước ngoài can thiệp bầu cử Mỹ kể từ sau năm 2016. Tuy nhiên theo nhận định của Đài CNN, dù Trung Quốc kiềm chế can thiệp bầu cử Mỹ năm 2024, thế lực tin tặc hacker của Bắc Kinh vẫn là một lực lượng đáng quan ngại. Trong nhiều tháng, các quan chức an ninh quốc gia Mỹ đã công khai cảnh báo việc hacker Trung Quốc xâm nhập vào hệ thống mạng máy tính trong lĩnh vực hàng hải và vận tải của Mỹ. Kể từ khi ông Donald Trump đắc cử tổng thống Mỹ năm 2016, các quan chức Mỹ, thường là thành viên Đảng Dân chủ, nhiều lần cáo buộc các thế lực nước ngoài là Nga, Trung Quốc, Iran can thiệp vào bầu cử Mỹ. Thế nhưng, những cáo buộc này thường không có căn cứ. Bắc Kinh và Moscow nhiều lần phủ nhận cáo buộc can thiệp vào cuộc bầu cử ở Mỹ. Trong cuộc gặp giữa lãnh đạo Mỹ-Trung vào năm ngoái, Tổng thống Joe Biden nói rằng hai nước nên cố gắng đảm bảo mối quan hệ Mỹ-Trung Quốc không đi vào xung đột và quản lý mối quan hệ này một cách có trách nhiệm. Trong khi đó, Chủ tịch Tập Cận Bình gọi quan hệ Mỹ-Trung là mối quan hệ song phương quan trọng nhất trên thế giới đồng thời cho biết ông và Tổng thống Joe Biden gánh vác trách nhiệm nặng nề đối với hai dân tộc, đối với thế giới và đối với lịch sử. Theo các phương tiện truyền thông Trung Quốc như Tân Hoa Xã, Đài truyền hình Trung ương Trung Quốc CCTV, người sẽ bị xóa bỏ tư cách Ủy viên Hội nghị Hiệp thương Chính trị Nhân dân Trung Quốc CPPCC chính hiệp là ông Vương Tiểu Quân, cựu Viện trưởng Viện Nghiên cứu Công nghệ Tên lửa đẩy Trung Quốc CALT. Quyết định trên được xem xét và thông qua tại hội nghị chủ tịch lần thứ 13 của CPPCC tổ chức ngày 29 tháng 1 tại thủ đô Bắc Kinh, tiếp đó sẽ trình lên tại cuộc họp Ủy ban Thường vụ lần thứ 5 để phê chuẩn. Theo CCTV, chính hiệp không nêu lý do xóa bỏ tư cách ủy viên của ông Vương Tiểu Quân. Quyết định loại cựu lãnh đạo cơ quan nghiên cứu tên lửa khỏi chính hiệp toàn quốc được đưa ra sau khi ba lãnh đạo doanh nghiệp quốc phòng hàng đầu khác bị loại khỏi cơ quan cố vấn chính trị của Trung Quốc. Trung Quốc đã nhắm mục tiêu vào các quan chức cấp cao trong lực lượng tên lửa và những cá nhân có liên quan. Ông Vương Tiểu Quân được biết đến với công trình nghiên cứu về chương trình không gian của Trung Quốc, bao gồm cả việc chỉ đạo phát triển dòng tên lửa Long Mark 7, Trường Trinh 7. Đây là tên lửa làm nhiệm vụ vận chuyển tiếp tế cho trạm vũ trụ Tiên Gong, Thiên Cung. Theo truyền thông Trung Quốc, người đứng đầu CALT cũng đã có sự thay đổi. Trước đó, Bloomberg dẫn thông tin tình báo Mỹ cho biết quân đội Trung Quốc đã triển khai những tên lửa chứa đầy nước thay vì nhiên liệu, trong khi các dãy hầm chứa lửa bị đậy bằng nắp không phù hợp, đó là một số nguyên nhân dẫn đến việc Trung Quốc miễn nhiệm và sa thải một số quan chức cấp cao gần đây. Bloomberg không tiết lộ nguồn tin, chỉ nói rằng theo thông tin mà tình báo Mỹ có được, gần một chục quan chức cấp cao của quân đội Trung Quốc bị miễn nhiệm và kỷ luật trong thời gian gần đây là do những sai phạm nghiêm trọng như vậy. Các nguồn tin tình báo Mỹ chỉ ra rằng tình trạng tham nhũng trong lực lượng tên lửa và quân đội nói chung nghiêm trọng đến mức có thể sẽ buộc Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình phải tính toán lại việc Bắc Kinh có thể thực hiện bất kỳ kế hoạch quân sự lớn nào hay không. Lực lượng tên lửa là lực lượng quân sự chính của Trung Quốc, chịu trách nhiệm giám sát kho vũ khí hạt nhân của nước này và là trọng tâm chính trong nỗ lực của Bắc Kinh những năm gần đây nhằm hiện đại hóa các lực lượng. Lực lượng này đóng vai trò đặc biệt quan trọng trong bất kỳ kế hoạch nào của Bắc Kinh đối với đảo Đài Loan. Năm 2021, các nhà nghiên cứu Mỹ cho biết hình ảnh vệ tinh cho thấy Trung Quốc đang xây dựng hàng trăm hầm chứa tên lửa mang đầu đạn hạt nhân ở sa mạc Tân Cương, cho phép kho vũ khí của nước này có khả năng cạnh tranh với Nga hoặc Mỹ. Hãng thông tấn TASS dẫn lời phó chủ tịch Hội đồng Bảo an Nga Dmitry Medvedev hôm 30 tháng 1 cho biết Nga đang có kế hoạch phát triển quần đảo Corin, bao gồm cả việc triển khai vũ khí mới ở đây. Ông Medvedev đăng trên mạng xã hội VKontakte của Nga, quần đảo Kuril sẽ phát triển một cách tích cực và vai trò chiến lược của quần đảo sẽ tăng lên tương ứng, bao gồm việc triển khai vũ khí mới. Quần đảo Kuril, khu vực được Nhật Bản gọi là lãnh thổ phương Bắc, thuộc quyền kiểm soát của Liên Xô khi Thế chiến 2 kết thúc. Nga, quốc gia kế tục Liên Xô và Nhật Bản chưa bao giờ ký hiệp ước hòa bình chấm dứt tình trạng thù địch trong Thế chiến 2 mà tranh chấp chủ quyền của quần đảo Kuril là trở ngại chính về hiệp ước hòa bình giữa hai nước, ông Medvedev tuyên bố không ai phản đối một hiệp ước hòa bình miễn là Nhật Bản hiểu được một số nguyên tắc chủ chốt, trong đó có dự định phát triển Kurin của Nga. Theo Reuters, ông Medvedev đã nói với phía Nhật Bản rằng nếu Tokyo muốn ký kết hiệp ước hòa bình với Nga, thì phải từ bỏ tuyên bố chủ quyền với quần đảo Kurin. Trước đó một ngày, Nhật Bản và Đức đã ký kết thỏa thuận tiếp nhận và dịch vụ tường trợ ACSA. Thỏa thuận được ký kết tại thủ đô Tokyo giữa ngoại trưởng Nhật Bản Kamikawa Yoko và đại sứ Đức tại Nhật Bản Von Gotje. Theo đó, thỏa thuận này sẽ cho phép lực lượng phòng vệ Nhật Bản và quân đội Đức có thể cung cấp cho nhau các hàng hóa như thực phẩm, nhiên liệu, đạn dược cũng như các dịch vụ vận chuyển hậu cần khác trong quá trình huấn luyện, tập trận và trong các tình huống xảy ra thảm họa quy mô lớn. Phát biểu tại lễ ký kết, bà Kamikawa Yoko, ngoại trưởng Nhật Bản nhấn mạnh tầm quan trọng của thỏa thuận này, cho rằng việc ký kết thỏa thuận không chỉ góp phần đảm bảo an ninh cho cả hai nước mà còn đóng góp tích cực cho hòa bình và an ninh của cả cộng đồng quốc tế. Sau lễ ký kết này, chính phủ Nhật Bản sẽ đệ trình một dự luật nhằm trình quốc hội xin phê duyệt thỏa thuận. Đến nay, Nhật Bản đã ký kết các thỏa thuận tương tự với 6 quốc gia khác bao gồm Mỹ, Australia, Ấn Độ và ba quốc gia khác. Thậm chí cách đây 2 tuần, Nhật Bản đã trực tiếp tăng cường khả năng quốc phòng cho mình. Theo báo Asahi, Nhật Bản đã ký thỏa thuận với Mỹ để mua 400 tên lửa hành trình Tomahawk, một phần trong kế hoạch tăng cường quân sự của nước này nhằm phản ứng với các mối đe dọa đang gia tăng trong khu vực. Theo đó, chính phủ Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio cam kết tăng gấp đôi chi tiêu quốc phòng hàng năm lên khoảng 10.000 tỷ yên, tương đương 68 tỷ đô la Mỹ vào năm 2027, đưa Nhật Bản trở thành quốc gia chi tiêu quân sự lớn thứ ba trên thế giới sau Mỹ và Trung Quốc. Vào tháng 11 năm 2023, Mỹ phê duyệt thương vụ trị giá 2,35 tỷ đô la Mỹ bán hai loại tên lửa Tomahawk 200, tên lửa Block 4 và 200 tên lửa phiên bản Block 5 nâng cấp. Theo các quan chức, các tên lửa này có thể được phóng từ tàu chiến và tấn công mục tiêu ở khoảng cách 1.600 km. Đại sứ Mỹ tại Nhật Bản Ram Emanuel cho biết việc huấn luyện nhân sự Nhật Bản dùng tên lửa Tomahawk sẽ bắt đầu vào tháng 3 năm 2024. Chuyển sang những thông tin đáng chú ý khác. Thưa quý vị, trong bối cảnh cả khu vực Trung Đông đang nóng như một trào lửa, với tâm điểm là cuộc chiến Israel-Hamas và các tấn công tàu thuyền trên biển đỏ Iran và Pakistan đã chia cành ô lưu hòa bình ra với nhau sau các vụ phóng tên lửa vào lãnh thổ lẫn nhau. Trong bối cảnh cả khu vực Trung Đông đang nóng như một chảo lửa với tâm điểm là cuộc chiến Israel-Hamas và các tấn công tàu thuyền trên Biển Đỏ, Iran và Pakistan đã chia cành ô lưu hòa bình ra với nhau sau các vụ phóng tên lửa vào lãnh thổ lẫn nhau. Theo đó, quyền Ngoại trưởng Pakistan Jalil Abbas Jilani và người đồng cấp Iran Hossein Amir Abdullahian khẳng định hai bên đã tìm được tiếng nói chung trong căng thẳng ở khu vực biên giới hồi giữa tháng. Quan chức Iran và Pakistan cũng cho biết hai nước đã thiết lập được các kênh liên lạc đáng tin cậy để trao đổi đề phòng căng thẳng tái diễn như thời gian vừa qua. Đặc biệt, hai quốc gia láng giềng này còn cùng tuyên bố tôn trọng chủ quyền và sự toàn vẹn lãnh thổ của nhau và thậm chí còn tính đến việc mở rộng hợp tác an ninh song phương. Tổng thống Iran Ebrahim Raisi cũng đang lên kế hoạch sớm thăm Pakistan để khẳng định việc bình thường hóa quan hệ song phương. Iran và Pakistan từng trải qua một lịch sử quan hệ có nhiều căng thẳng. Diễn biến Iran và Pakistan cùng chủ động chia cánh ô lưu hòa bình ra với nhau mà chưa cần sự can thiệp của cộng đồng quốc tế đã khiến giới quan sát thở phào. Iran và Pakistan, hai nước được cho là sở hữu vũ khí hạt nhân, từ lâu đã nghi ngờ đổ lỗi lẫn nhau về các cuộc tấn công ở khu vực biên giới hai nước. Các chuyên gia cho rằng những cuộc tấn công ăn miếng trả miếng trong tháng 1 này một phần bị các áp lực chính trị tồn tại ngay bên trong nội bộ Iran và Pakistan thúc đẩy. Hơn nữa, những cuộc không kích qua lại này cũng làm tăng nguy cơ lan rộng bạo lực ra khắp khu vực Trung Đông, khu vực vốn đã bất ổn do chiến sự giữa Israel và tổ chức Hồi giáo người Palestine Hamas ở giải Gaza. Được biết trước đó, Pakistan và Iran đều đã tiến hành các cuộc tấn công vào lãnh thổ của nhau trong sự gia tăng thù địch chưa từng có giữa các nước láng giềng vào thời điểm căng thẳng gia tăng mạnh trên khắp Trung Đông và hơn thế nữa, hai nước có chung đường biên giới đầy biến động, trải dài khoảng 900 km với một bên là tỉnh Balochistan của Pakistan và một bên là tỉnh Sistan và baluchistan của Iran. cả hai quốc gia từ lâu đã giao tranh với phiến quân ở khu vực Baloch bất ổn dọc biên giới. Tuy nhiên, trong khi hai nước có chung một kẻ thù ly khai, việc một trong hai bên tấn công phiến quân trên lãnh thổ của nhau là điều hết sức bất thường. Theo chính quyền Pakistan, cuộc tấn công đáp trả của Islamabad trong chuỗi sự kiện đang diễn biến nhanh chóng khi Iran tiến hành các cuộc tấn công vào tỉnh Balochistan của Pakistan khiến hai trẻ em thiệt mạng và một số người khác bị thương. Iran tuyên bố họ chỉ nhắm mục tiêu vào những kẻ khủng bố Iran trên đất Pakistan và không có công dân Pakistan nào bị nhắm mục tiêu. Tuy nhiên vụ tấn công đã làm dấy lên sự tức giận ở Pakistan, nước gọi vụ tấn công là vi phạm nghiêm trọng luật pháp quốc tế và tinh thần của quan hệ song phương giữa Pakistan và Iran. Hãng thông tấn nhà nước Sana của Syria mới đây cho biết các cố vấn Iran nằm trong số những người thiệt mạng trong cuộc tấn công của Israel ở phía nam thủ đô Damascus. Theo Reuters, đây là lần hiếm hoi Syria thừa nhận về thương vong của Iran trong các cuộc tấn công của Israel vào lãnh thổ. Hãng thông tấn nhà nước Sana không nói rõ số người thương vong trong bản tin cập nhật sau đó, hãng thông tấn này loại bỏ phần đề cập các cố vấn Iran và chỉ nhắc đến những người thương vong. Trong khi đó, AFP dẫn lời ông Rami Abdel Rahman, giám đốc tổ chức quan sát nhân quyền Syria cho biết, Israel đã tấn công một căn cứ của Hezbollah và vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran, IRGC, ở huyện Chayyidah Jenab phía nam Damas, khiến 7 người thiệt mạng, trong đó có các tay súng thân Iran. Bộ Quốc phòng Syria ra thông báo cho hay, cuộc tấn công xảy ra vào khoảng 13 giờ ngày 29 tháng 1 nhằm vào nhiều địa điểm phía nam Damas. Ngoài các cố vấn Iran, còn có thương vong dân thường và thiệt hại vật chất khác trong vụ việc. Trước đó, truyền thông Iran cho biết, lực lượng vệ binh nước này đã tấn công phá hủy trụ sở tình báo của Israel tại khu vực bán tự trị người quốc tại Erbil, miền bắc Iraq bằng tên lửa đạn đạo. Cụ thể, trong một tuyên bố, lực lượng vệ binh thông tin cuộc tấn công nhằm đáp trả các hành động của Israel khiến các chỉ huy lực lượng này và các phong trào kháng chiến trong khu vực thiệt mạng. Lực lượng vệ binh Iran cảnh báo sẽ tiếp tục các cuộc tấn công trả đũa Israel trong thời gian tới. Bên cạnh cuộc tấn công trụ sở tình báo của Israel, Iran cũng đã sử dụng một số tên lửa đạn đạo để tấn công một số cứ điểm của tổ chức khủng bố nhà nước Hồi giáo IS tự xưng tại Syria. Vụ tấn công của Iran nhằm đáp trả vụ khủng bố do IS tiến hành, khiến gần 100 người thiệt mạng tại đài tưởng niệm chỉ huy hàng đầu của lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran. Tướng Qasem Soleimani, Bộ Ngoại giao Mỹ đã ngay lập tức lên án cuộc tấn công của Iran tại miền Bắc Iraq cho rằng các cuộc tấn công tên lửa liều lĩnh của Iran làm suy yếu sự ổn định của quốc gia láng giềng. Trong một diễn biến khác, mới đây Iran xử tử 4 người đàn ông bị cáo buộc làm việc cho tình báo Israel để thực hiện hành động phá hoại cơ sở quốc phòng của Tehran. Trang web Mijan Online của Bộ Tư pháp Iran thông báo, án tử hình đối với 4 thành viên của một nhóm có liên kết với tổ chức gián điệp Israel đã được thi hành sáng ngày 29 tháng 1. Những người bị hành hình được xác định là Mohammad Faramazi, Mohsen Masloum, Wafa Azaba, và Peman Fatehi. Họ bị bắt vào tháng 7 năm 2022 với cáo buộc âm mưu phá hoại một cơ sở của Bộ Quốc phòng Iran ở tỉnh Ifahan. Những người này được cơ quan tình báo Mossad của Israel tuyển mộ trước đó khoảng một năm rưỡi và đã được đưa đến một số nước châu Phi để tham gia các khóa đào tạo của Mossad, theo cáo trạng. Họ bị tuyên án tử hình vào tháng 9 năm 2023. Đây là lần thứ hai Iran xử tử đặc tình của Israel trong vòng một tháng. Cơ quan tư pháp Iran cuối năm 2023 thông báo đã treo cổ bốn người trong đó có một phụ nữ cáo buộc họ hợp tác với Tenaviv để thực hiện nhiều hành động phá hoại, bao gồm bắt cóc thành viên của lực lượng an ninh Iran để lấy thông tin tình báo, đốt ô tô và căn hộ của một số đặc vụ. Phát biểu với tạp chí Phố Wall VKSG ngày 29 tháng 1, một quan chức cấp cao của Mỹ tuyên bố việc nhầm lẫn xảy ra là do máy bay không người lái của kẻ địch tiếp cận mục tiêu cùng thời điểm một máy bay không người lái của Mỹ đang quay trở lại căn cứ. Theo chuyên gia Nikolai Kostikin làm việc tại Cục Phân tích Quân sự Chính trị Nga, việc nhầm lẫn có thể xảy ra. Chúng ta cần hiểu rằng những gì người chỉ huy nhìn thấy trên màn hình không phải là hình ảnh từ máy quay video mà chỉ là các mục tiêu có kích thước tương đương. Họ có thể nghĩ đó là máy bay không người lái của mình. Tất nhiên chúng tôi giả định có trường hợp đó xảy ra. Để ngăn ngừa tình trạng nhầm lẫn, mỗi loại UAV cần được đưa vào hệ thống nhận dạng bạn hoặc thù IFF. Tuy nhiên, khi xảy ra vụ tấn công, hệ thống IFF không hoạt động là một điểm nghi vấn. Chuyên gia Nikolai giải thích như vậy. IFF là một hệ thống nhận dạng máy bay có người lái và không người lái thân thiện hay không. Tuy nhiên, ông Nikolai lưu ý, các phương pháp truyền thống để nhận biết máy bay bạn hay thù và xác định mục tiêu không phải lúc nào cũng hiệu quả. Ông nói, chính vì vậy, kinh nghiệm chiến đấu của những người phụ trách quan sát mang vai trò quyết định Minh họa cho quan điểm của mình, chuyên gia này đã đề cập đến kinh nghiệm chiến đấu của Nga có được trong cuộc xung đột Ukraine kéo dài gần 2 năm. Mặc dù các máy bay không người lái của Ukraine liên tục tấn công Nga, nhưng chúng hiếm khi có thể tiếp cận các cơ sở quân sự. Cho đến nay, người Ukraine và các đồng minh chỉ có thể tự hào khi thành công trong việc tiếp cận những địa điểm công cộng. Vị chuyên gia chỉ ra như vậy. Theo ông Nikolai, các lực lượng có thể sử dụng chiến lược làm quá tải hệ thống nhận diện với một số lượng lớn các mục tiêu mồi nhử, ví dụ tên lửa KH101 hiện đại của Nga có khả năng phóng mồi nhử để đánh lừa hệ thống phòng thủ tên lửa của đối phương. Ông Nikolai giải thích, máy bay không người lái tấn công thường hoạt động theo bầy, nhiệm vụ của chúng chủ yếu là làm quá tải hệ thống nhận diện, thu hút sự chú ý của người quan sát và làm cạn kiệt khả năng phóng hỏa lực của đối phương trở lại vụ đột kích vào căn cứ Jordani, chuyên gia Nikolai chỉ ra hậu quả. Căn cứ bị tấn công khiến 3 binh sĩ thiệt mạng và nhiều binh sĩ khác bị thương có thể do quân đội Mỹ thiếu kinh nghiệm. Các binh sĩ Mỹ và Anh hoạt động trong vùng xung đột giữa Nga và Ukraine có thể đang nỗ lực học hỏi để lấy kinh nghiệm. Ngày 28 tháng 1, căn cứ quân sự của Mỹ ở đông bắc Jordani, giáp biên giới Syria, bị tấn công khiến 3 quân nhân thiệt mạng và hơn 30 người khác bị thương. Theo truyền thông Mỹ, đây là lần đầu tiên quân đội Mỹ chịu tổn thất về người kể từ khi xung đột Hamas Israel nổ ra tháng 10 năm 2023. Sau khi xảy ra cuộc tấn công, tổng thống Mỹ Joe Biden đã ra tuyên bố nêu rõ, nước này sẽ tìm ra thủ phạm đứng sau vụ tấn công ở thời điểm và theo cách thức mà Mỹ muốn. Trong một tuyên bố mới nhất vào ngày 31 tháng 1, tổng thống Biden khẳng định đã lựa chọn được phương án đáp trả, song không công bố thêm chi tiết. Phía Mỹ cho rằng các nhóm vũ trang hoạt động ở Syria và Iraq đã thực hiện vụ việc, cũng như Tehran có liên quan tới hoạt động của các nhóm vũ trang đó. Các quan chức Iran đã bác bỏ những cáo buộc vô căn cứ này. Bộ Ngoại giao Iran nêu rõ các nhóm vũ trang trong khu vực quyết định và làm việc theo những nguyên tắc, ưu tiên và vì lợi ích riêng, không phải theo chỉ đạo của Tehran. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Nasser Kanani cảnh báo những cáo buộc và động thái thiếu thân thiện của một số quan chức phương Tây có thể đe dọa hòa bình, ổn định khu vực và quốc tế. Tờ Telegraph đưa tin, Vương quốc Anh đang xem xét điều một tàu sân bay đến Biển Đỏ để đảm bảo an toàn cho các tàu đi qua khu vực khỏi các cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái của lực lượng hầu thì. Tàu sân bay của Hải quân Hoàng gia Anh được cho là sẽ thay thế tàu sân bay USS Dwight Eisenhower của Mỹ khi tàu này trở về Mỹ. Vương quốc Anh có hai tàu sân bay, HMS Prince of Wales và HMS Queen Elizabeth, được thiết kế để chở máy bay chiến đấu F-35. Theo Telegraph, tàu HMS Prince of Wales sẽ thực hiện hoạt động chiến đấu đầu tiên nếu được triển khai tới Biển Đỏ. Trước đó, Telegraph cho hay các tàu sân bay của Anh chưa sẵn sàng được điều đến Biển Đỏ vì cuộc khủng hoảng tuyển dụng đang đè nặng lên lực lượng hải quân nước này. Đã có những lời kêu gọi triển khai HMS Queen Elizabeth, tàu sân bay trị giá 3 tỷ bảng Anh của Vương quốc Anh tới khu vực như một phần của nhóm tác chiến tàu sân bay với các tàu chiến, tàu ngầm máy bay trực thăng và máy bay chiến đấu thế hệ thứ 5 tiên tiến. Tuy nhiên, RFA Ford Victoria, tàu hỗ trợ duy nhất có khả năng cung cấp cho nhóm tác chiến tàu sân bay số lượng đạn dược, thiết bị dự phòng và thực phẩm cần thiết để triển khai đầy đủ, không thể ra khơi do thiếu thủy thủ. Từ cuối năm 2023, lực lượng hậu thi đã tăng cường tấn công vào các tàu chở hàng liên quan đến Israel, di chuyển qua tuyến đường biển nối châu Á với châu Âu và Mỹ nhằm gây sức ép để Israel dừng chiến dịch quân sự tại Gaza. Động thái này khiến Mỹ và Anh tiến hành các cuộc không kích trả đũa nhằm vào các mục tiêu của Houthi ở Yemen. Bất chấp các vụ không kích liên tiếp của Mỹ và Anh, Houthi tuyên bố tiếp tục tấn công các mục tiêu ở Biển Đỏ cho đến khi Israel ngừng tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào giải Gaza và người dân Palestine. Trước đó, vào tối ngày 12 tháng 1, bốn máy bay chiến đấu Typhoon của không quân Anh được hỗ trợ bởi máy bay tiếp nhiên liệu trên không Voyager đã sử dụng bom dẫn đường để tiến hành các cuộc tấn công chính xác vào hai cơ sở của Houthi ở Yemen và các tiêm kích đã khai hỏa bom dẫn đường chính xác paveway 4 để tấn công nhiều mục tiêu tại hai địa điểm quân sự gần sân bay Sana, nơi được cho là xuất phát các cuộc tấn công nhằm vào hoạt động vận tải biển quốc tế ở Biển Đỏ. Bộ trưởng Quốc phòng Anh Grant Sap cho biết, đợt tấn công mới nhất được thực hiện nhằm mục tiêu tự vệ. Tuy nhiên, thời điểm đó các hành động quân sự của Anh và Mỹ vẫn chưa ngăn chặn Houthi tiếp tục tấn công tàu bè trên biển Đỏ. Ông Mohamed bukhati phát ngôn viên của lực lượng Houthi tuyên bố trên X, tên cũ là Twitter, rằng cuộc tấn công mới nhất của Anh Mỹ chỉ làm tăng thêm sự kiên định của người dân Yemen. Tờ Telegraph cũng tiết lộ rằng Hải quân Anh có quá ít thủy thủ nên phải cho các tàu chiến HMS Westminster và HMS Agrin ngừng hoạt động để giành biên chế cho lớp tàu khu trục mới của mình. Mặt khác về phía Mỹ, trong cuộc phỏng vấn với hãng tin ABC, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ, tướng Chuck Brown cho biết các cuộc không kích do Mỹ đứng đầu đáp trả các cuộc tấn công của Houthi ở Biển Đỏ nhằm ngăn chặn các cuộc tấn công trong tương lai và Mỹ không muốn tiếp tục căng thẳng. Cuộc phỏng vấn được thực hiện trong bối cảnh Houthi đã gia tăng các cuộc tấn công ở Biển Đỏ và sử dụng tên lửa đạn đạo chống hạm trong hai cuộc tấn công riêng rẽ. Một quả tên lửa đã bắn trúng một tàu chở dầu cho Anh vận hành ở khu vực Vịnh Aden, trong khi một quả tên lửa khác bị tàu hải quân Mỹ bắn hạ. Houthi cho biết hơn 30 cuộc tấn công của phong trào Hồi giáo này ở Biển Đỏ kể từ mùa thu năm 2023 nhằm đáp trả việc Mỹ và Anh ủng hộ cuộc chiến chống Hamas của Israel. Những thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình Bản tin Thế giới ngày hôm nay cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi xin kính chào và hẹn gặp lại